Xin phép tổ công tác nhé, em thực hiện giám sát chút. Vâng, em đứng ở đây được không ạ? Rồi, ok, thoải mái. Sếp Cường à, nghe tiếng sếp lắm, lâu lắm rồi hôm nay được gặp mặt. Cứ làm đúng là được. Mày cứ để khiếu lại tố cáo mãi chán lắm anh ạ. Mấy đơn rồi chưa thấy các anh trả lời. Vâng. Rồi, sếp Hồ Xuân Khương rồi, vào đây gặp lãnh đạo Cường nào. Đây là cho người vi phạm xem hình ảnh về tốc độ ở trên thiết bị điện thoại cá nhân, không có thiết bị nghiệp vụ. Anh ơi, anh yêu cầu các cán bộ cho xem ở trên thiết bị nghiệp vụ chứ không xem qua điện thoại anh ơi. Anh đang ở Ninh Giang Khả ơi. Có căng dây đấy, căng dây chỉ đầu mới khoảng trống để làm việc thôi. Có trường hợp còn báo lên 101 cây cơ mà. Bác Tài ơi, bác Tài cứ bảo cho xem trên thiết bị nghiệp vụ, còn không xem qua bất kỳ một thiết bị nào không phải thiết bị nghiệp vụ của Bộ Công an cấp. Giờ lại còn ai cho xem hình ảnh qua thiết bị điện thoại cá nhân nữa. Sau lưng có căng dây. Đây rồi, đang phát đây rồi. Vâng, vâng, nếu mà anh các cán bộ mà căng dây đây nữa thì em ấy. Anh hiểu, đây là làn đường em nhé. Vâng. Mình đứng vào trong làn đường. Toàn chuyện. Cứ đảm bảo em cảm thấy an toàn cho bản thân em là được. Chúng tôi yêu cầu đây không được, chúng tôi làm việc. Thôi đứng đây, các chú không cho đứng đấy, cho đứng đây cũng được, quan trọng gì, cam nét lắm. Làm việc với người vi phạm mà cho xem hình ảnh qua thiết bị gọi là nghiệp quật là biết rồi. Thôi zoom nét lắm. Để xem anh em giám sát ở đây xem là ai lỗi đúng hay sai thì thực hiện thôi. Quá tốc độ thì có phạt, nhưng mà làm sao nữa. Nồng độ thì có phạt. Các bác chạy tốc độ mát chân ga, các bác phải chịu đoàn gì không? Thì không đúng tốc độ thì ăn đoàn. Đấy, mấy ông tải trọng rồi. Chỉ sợ nhất là người vi phạm sai mà cán bộ lại sai lốt mới là vấn đề. Em đang Ninh Giang anh Dũng ơi. Chân cầu hiệp, chân cầu hiệp.
Thôi làm việc mình tôn trọng anh em tí thôi chứ còn... Sợ thì giờ có thể sống ai sợ ai đâu. Anh em đã căng dây rồi. Đạt ơi, về đây chăm sóc anh Cường tí. Thời buổi nay rồi, công nghệ 5.0 rồi còn cho xem qua điện thoại này, chết rồi. À, ngày xưa anh còn mày với tao với dân ở Đạt. Được ăn phản ánh rồi gì em? Đây rồi, mày tốc độ về được rồi. Anh lái xe ơi! Anh ra bảo anh đi quy trình xem đi. Đi đơn à. Máy xịn lắm, máy xịn lắm. Anh yêu cầu cho xem cả chứng chỉ nghiệp vụ mới cái đăng kiểm của cái máy đấy nha anh nhá. Anh cứ về làm việc chưa viết tổ công tác này không không phải xem sau xem trước gì. Anh xem cả tọa độ điểm rằng xem là đoạn nào nữa, km nào, điểm mốc. Cháu đang ở Linh Giang, chú Tuyển ơi. Có một người lạ lạ đến nha. Vâng. Giờ lại có một đối tượng lạ lạ đến rồi. Đèn xanh đèn đỏ. Hôm nay mát rồi, không chói. Bác tài áo xanh ơi, xem cả tem kiểm định mi cái giấy chứng chỉ chứng kiểm nhận kiểm định nhé, cái đấy quan trọng lắm đấy.
hôm nay thì có cán bộ cầm hẳn súng về, còn không biết là cán bộ là có chứng chỉ nghiệp vụ để bắn tốc độ hay không. Thì đã bảo lái xe rồi thì để lái xe xem xét cái giấy tờ đấy. Kiểm định mấy chứng chỉ nghiệp vụ của người cầm súng đó. Bắn tốc độ. Anh ấy bắn tốc độ ở đây rồi. Chứ không kiểm tra nồng độ. Nói chung là cứ hoan nghênh các anh làm đúng thôi, chỉ sợ các anh biết mà các anh làm sai thôi. Hôm nay là thấy các anh làm chuẩn này. Đây giữ căng đét rồi, mỏi tay lắm rồi. Thôi thì cứ một tuần đôi ba lần ra gặp sếp Cường thì cho sếp nhớ anh em. Chứng chỉ tập huấn sử dụng thiết bị nghiệp vụ không có à anh? Anh đọc hộ em cái số hiệu quân nhân của cán bộ đấy mày nhỉ? Nguyễn Văn Tùng à? Là ba số hiệu bao nhiêu anh? 193493 rồi. Rồi. À, anh cứ chụp lại cái hình ảnh vi phạm tốc độ của mình. Cái đấy là quyền của anh. Và anh xem cái kế hoạch tuần tra kiểm soát ngày hôm nay là có phải anh Tùng là người được phân công nhiệm vụ là cầm cái thiết bị nghiệp vụ này để bắn tốc độ các phương tiện xe vi phạm không? Hôm nay là sao các đoàn đi để học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Nói chung là hôm nay đi này, đang làm rất là ấy.
rất là công bằng. Nỗi đâu phạt đấy, không cho anh em là xin xỏ nọ kia được, cứ theo quy định. Cứ làm đúng thì hoan nghênh thôi. Chỉ sợ nhất là biết luật ngồi người làm luật mà lại làm sai luật đi. À bây giờ lại còn cất máy đi rồi, sau khi giám sát bây giờ cán bộ cất máy rồi, có khả năng chuẩn bị nghỉ rồi. Trang ấy. Có mà. Sao các bác khỏe như vậy, chạy tầm 90 100 thì em chạy 60 nó hoa mắt rồi. Hôm nay đây là công an ninh ra mình là bắn tốc độ, không phải kiểm tra gì cả. Anh em là chạy quá tốc độ thì dính lỗi của anh em là bắt đầu ấy thì là chạy theo đúng tốc độ của anh em thôi. Nhanh một giây là chậm cả đời rồi, nhanh một giây rồi lại tiền vợ con nộp ra chết. Nhưng mà giám sát xong thì không thấy cái trường hợp nào bị bắt nữa, không cầm thì cầm súng quay lại để bắn đấy. Chuẩn rồi em Lực ơi, Linh Văn Giang đấy. Đến 20 km/h đến 35 km. Cái này là mức phạt của bác là tương đối cao ấy. Bao nhiêu? Tương đối cao đấy. Tương đối cao mà khả năng là bác còn bị thu bằng nữa. Vì tốc độ quá, cho mức độ cao quá. Tức không ghi công nhận, không nhận phiếu này. À, tức là bác ghi ý kiến không công nhận gì? Nghĩa là khi của anh có cam hành trình không? Có cam đúng không? Có cam anh xem có cam thì anh check cam ra sau đạt này. Bao nhiêu tốc độ bao nhiêu? Bác lấy điện thoại đây, nhập số điện thoại cháu này. Có gì để cháu nhập số điện thoại, nếu về để kết bạn qua Zalo xong để cháu hỗ trợ về đơn từ này. Nếu mà có cam hành trình có trích xuất ra được. Bác tài xe 30A là 1161 mà không đồng ý lỗi công nhận là 101 cây. Bác thì bảo bác chỉ chạy tầm khoảng 90 thôi. Vâng, bác cứ hiển thị tốc độ đúng không? Cam hành trình và hiển thị tốc độ bác cứ báo lên cho các anh đấy. Là anh 17C mới là công nhận tốc độ hay không, nhưng mà không thấy ra làm việc. Đây là các bạn. Các anh sử lý có đây thông thế có lúc mình vào đây là có 3 xe vi phạm luôn, là 17 xe Thái Bình và biển Hà Nội. Đến kia là cũng còn 17 Thái Bình. Còn là cái xe trắng thì là đằng sau đấy, khả năng là các anh lại đi nhận nhiệm vụ mới.
Đang ở Linh Giang bạn chuẩn ơi. Thế sáng nay cũng ở Linh Giang à em Đạt? Vâng, đi xe máy ra chốt anh ơi. Tìm các anh từ sáng giờ mới được báo chốt ở tận cầu Hiệp. Hôm nay bỏ ngày làm mất mấy triệu để đi giám sát các anh, chết dở. Vừa xếp cường xếp quần nư, khổ quá. Hôm nay bỏ công bỏ việc xuống giám sát các anh tí. Hôm trước đi giám sát các anh nhưng mà hụt. Hôm nay mới gặp các anh. Nghe tiếng anh Cường từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt, chạm trán. À, đây bác lấy xù đây, vừa bị dính đây. Lấy xù không có gì ngoài tiền, no gì đúng không? Về có quan hệ lại lấy giấy tờ ra ngay ấy mà. Viện Ninh Giang Thành ơi. Xuống nhà lãnh đạo Linh Giang thì làm bữa thịt vịt, nhưng mà thấy bảo các anh làm đây thì lại ra chơi với các anh tí. Ấy, chốt đã dọn rồi. Anh kia giờ anh không làm việc à? Anh về bảy không làm việc. À, có một lái xe không làm việc à? Sao anh lại dối thế? Không biết các anh làm gì mà cán bộ làm gì anh mà anh dối thế? Anh đã nghỉ được ạ. Mấy giờ rồi các anh đã nghỉ rồi nhỉ? À, 11 giờ kém rồi. 11 giờ nghỉ rồi. Anh bắt theo giờ anh tính thôi. Có một anh đeo kính, có một anh đeo kính đen làm mặt bắt đầu đeo túi xuất hiện nhá. Nghỉ sớm đi anh. Thôi nhá. Cả cán bộ hôm nay nghỉ sớm rồi. Còn mỗi lái xe kia là không chấp hành yêu cầu của cán bộ thôi.
lái xe kia lại không chấp hành nhỉ? Thôi, mình đi về xin phép mà xuống này nhá, chứ theo đít các anh về rồi. Nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.